Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay em lại có một số những cái giỏ lan có thể vượt. Đầu tiên lên các bác là một giỏ trúc Phật Bà. Mã số 1. Trúc Phật Bà các bác nhá. Một dòng lan thì phải nói là hoa của nó rất là đẹp. Và dòng lan này thì nó rất là giá thành nó mũ cân nó rất là cao nhá các bác nhá. Mã số 1 320.000 đồng. Trúc Phật Bà. Mã số 2 này, rồi này thì nhiều cây hơn. Mã số 2 350.000 đồng, trúc Phật Bà. Thân của nó hơi yếu tí, em sẽ buộc bên đây nhá các bác nhá. Mã số 2 350.000 đồng, trúc Phật Bà nhá các bác nhá. Mã số 3 này là một giò 5 canh trăng HO các bác nhá. Một dòng lan tiền tỷ này. Mã số 3 300.000 đồng, 5 canh trăng HO. Tiếp theo nhá, em lên một dòng đai châu rừng nhá các bác nhá. Một dòng lan là cho hoa vào dịp Tết này. Giờ này đang có 1 2 3 cây bé này đang có 3 lụ, cây to này. Cây to này thì mới sưng nữa các bác. Cũng đang thấy 1 2 3 rồi đấy nhưng mà nó mới là sưng thôi. Mã số 4 nhá, đai châu rừng nhá. 500.000 đồng, mã số 4. Số 5 các bác nhá, là cũng là một giò đai châu. Giò này là toàn giò mẹ con thôi. Cây mẹ con lá xếp đứng nhá. Cái này thì mới gọi là sưng lụ thôi. Ba cặp nhá, đây là cây mẹ con này. Một mẹ một con này. Cây này cũng một mẹ một con này. Hai cây con ở giữa nữa này. Giò này các bác nào lấy thì 700.000 đồng nhá. Cho mã số 6. Số 7 này. Giò này thì nhiều lụ quá nhá. Mã số 7, giò này có 6 cây nhưng mà cây thì to đều đẹp. Có khoảng gần chục lụ rồi. Mã số 7 800.000 đồng, mã số 7 800.000 đồng. Đây sâu rồi. Mã số 8 là một cây đa châu trắng này các bác nhá, đây châu trắng. Một cây. Đây cây này cây đỏ nhá. Một cây châu trắng, một cây châu đỏ nhá. Mã số 8 500.000 đồng. Mã số 9 nhá. Một giỏ đùi gà như này nhá. Gà này là gà không họng có nhá. Mã số 9. Đây. Một giỏ đùi gà to như này. 500.000 đồng, nó cho mã số 9. Số 10 là một giỏ chồn nai châu nhá, mã số 10 nhá. Rồi lại có đôi 468 cây. Mã số 10 500 và 250.000 đồng. Cho mã số 10. Số 11 nhá. Là một giỏ trầm trắng nhá các bác nhá. Dòng trầm thì hoa thơm rồi. Nhưng mà giỏ này là nó là trầm trắng nhá. Thân trắng ruby nhá. Mã số 10 là 200. Trần trắng. 11 nhá, là một giò sơn tủy tiên hồng đen. Mã số 11. 400.000 đồng cho mã số 11. Sơn tủy tiên hồng đen. Ạ. 12 là một giò kiều vuông. Kiều vuông rừng nhá. Toàn thân hoa này. Độ thuần của nó thì các bác yên tâm rồi. Và những thân này thì khả năng cao nó sẽ cho hoa Tết. Mã số 12 kiểu vuông rừng 350.000 đồng.
13 nhá, một trụ tam bảo sắc đẹp như này nhá các bác nhá. Cái cây này lá ngắn chưa này các bác này. Đấy, cây ngay màn hình này. Lá ngắn tụ luôn. Đấy. Đấy, có hai cây lá ngắn như thế nhá. Mã số 13, giá hương tam bảo sắc 550.000 đồng. Đây mặt sau đó đây các bác. To lắm này. Mã số 13 550. Mã số 14 này là một giò tam bảo sắc như này. Có đôi 45 cây. Mã số 14 150.000 đồng. Mười lăm nhá, cũng một giò tam bảo sắc. Giò này thì nó nhiều cây, rất là nhiều cây luôn. Đôi bốn, đôi bốn sáu tám mười mười hai mười ba cây gì đấy. Một giò như này nhá, 150.000 đồng. Mã số 15 đi, 16 nhá, 16 cũng một trụ tam bảo sắc như này. Mã số 16 một trụ tam bảo sắc nhiều cây này. Cây nó bé thì mình sẽ bán rẻ đi nhá. Mã số 16 200.000 đồng. Giá tam bảo sắc. Mười bảy nhá. 17 là một giò hạc vĩ như này nhá. Mã số 17 hạc vĩ Lai Châu nhá. Cái này là nguyên một dè và đưa vào chậu mới nhá. Mã số 17 700.000 đồng. Hạc vĩ Lai Châu. Mười tám nhá, là một giò lam canh trắng Phú Thọ nhá. Một dòng lan thì hoa nó đẹp và dòng gọi là dòng lan quốc dân đấy. Mã số 18 400.000 đồng. Mười chín nhá, là một giò kiều vuông Lộc Bắc hàng giống nhá. Mã số 19 250.000 đồng. Số 20 là một giò kiều tím miền Trung nhá. Mã số 20. Đây là một cục nguyên bản và đưa vào chậu. Đưa thêm một cục gỗ nữa vào. Mã số 20 300.000 đồng. 21 nhá, hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh, mầm gốc đang lên tua tủa này. Dòng này thì cho hoa Tết các bạn. Mã số 21 250.000 đồng. Hai hai là một giò nghệ tâm 120.000 đồng. Mã số 22. Hai ba hạc vĩ Lai Châu. Đây mặt hoa đây các bác nhá, bói đây. Mã số 23 220.000 đồng. Mã số 24 là một giò kiếm rừng. Chưa rõ mặt hoa nhau nhé. Mã số 24 kiếm rừng 150.000 đồng. Mã số 25 một giò đùi gà tròn Lai Châu này. Hàng ăn lắng trực tiếp các bác nhá, thân vàng óng. Ghép 4 chung quanh nhá. Trụ này cao 40 nhá. 500.000 đồng. Mã số 25. Mình ra chọn Lai Châu. Vâng, giỏ lan này kết thúc video nhà ngày hôm nay. Cảm ơn theo dõi video.